mí và nhấn mí khác nhau như thế nào? Hầu hết các bạn thì đều không phân biệt được hai khái niệm này nên nhiều người sẽ bị mông lung trước khi lựa chọn phương pháp trung bình. Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là thạc sĩ bác sĩ Tuấn Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm nhấn mí và cắt mí để các bạn hiểu rõ công nghệ này để chúng ta có thể lựa chọn một phương pháp nó phù hợp nhất với bản thân mình. Thứ nhất là bấm mí hay còn gọi là nhấn mí mắt. Nó là thế nào? Vì sao gọi là phương pháp nhấn mí hay là còn gọi là bấm mí? Thì chúng ta có thể hiểu nhấn mí là một cái tiểu phẫu đơn giản. Các bác sĩ thực hiện phương pháp nhấn mí bằng cách sử dụng một cái sợi chỉ sinh học luồn dưới da và tạo ra một cái liên kết giữa da và cái cân cơ nương mi. Từ đó tạo ra một cái nếp mí cho khách hàng với rất nhiều những ưu điểm. Đó là đôi mắt hai mí rõ nét tự nhiên nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, ít sưng. Đó thì là những cái ưu điểm chính của cái phương pháp này, nhấn mí này. Còn nhược điểm của phương pháp nhấn mí này là gì? Nhấn mí thì chỉ sử dụng cho những các bạn trẻ dưới 25 tuổi thôi. Vì những các bạn này thì da dư và mỡ thừa nó gần như là rất là ít. Thì với phương pháp nhấn mí này sẽ tạo cho khách hàng một cái nếp mí rất là rõ nét, đẹp, hài hòa, nhẹ nhàng. Và các bạn khách hàng rất là thích. Đôi khi là chỉ mất khoảng 15 phút thì các bạn đã có một cái nếp mí rất là đẹp rồi. Tuy nhiên nếu mà những bạn này có nhiều da dư và bọng mỡ nhiều thì nếu mà chúng ta dùng phương pháp nhấn mí này thì nó sẽ sụt rất là nhanh. Và cái kết quả nó không như ý, nó sẽ bị phồng lên, này nó sẽ gồ ghề. Và thứ hai là nó chỉ được vài tháng sau thì nó sẽ bị mất cái nếp mí luôn. Và đặc biệt là những cái bạn mà nếp mí lót ấy, nếu chúng ta nhấn mí thì gần như không giải quyết được. Tuy nhiên các bạn có mí lót rồi xong lại nhấn mí nữa nên tạo thành 2-3 nếp mí. Vì với phương pháp nhấn mí chúng ta không thể giải quyết được những cái mí lót này. Cái lực nhấn của chúng ta không đủ để giải quyết nên tất cả những cái tình trạng mí lót này. Nên chúng ta sẽ phải chuyển sang phương pháp cắt mí. Cắt mí nó là một phương pháp phẫu thuật dùng dao để rạch một cái đường rạch. Có thể ngắn, có thể dài, có thể là cắt mí đường ngắn này. Có thể được cắt mí đường dài thì nó đều gọi là cắt mí hết. Với cắt mí đường ngắn thì các bạn chỉ rạch khoảng 0.5-1cm. Với cắt mí đường dài thì chúng ta phải rạch từ đầu mắt đến đuôi mắt. Thì nếu mà các bạn quan tâm nữa là cắt mí đường ngắn hay đường dài thì các bạn có thể xem video ở trên đây. Đó, các bạn kích vào đường này thì chúng tôi đã có một cái video là phân tích cho các bạn thế nào là đường cắt mí đường ngắn hay cắt mí đường dài. Quay lại cái vấn đề cắt mí thì chúng ta sẽ vào trực tiếp vào cái cân cơ nương mi và chúng ta có thể là khâu tạo nếp mí nó rất là vững chắc. Và thông qua cái công việc cắt mí thì chúng ta có thể cắt bỏ da thừa, bọng mỡ, có thể là chuyển mỡ tại chỗ để tạo cho khách hàng một cái đôi mắt hoàn hảo hơn. Ưu điểm của cái phương pháp cắt mí này là khi can thiệp như vậy thì mình sẽ lấy được nhiều da dư nhất này, bọng mỡ này, cải thiện những tình trạng lão hóa, đôi mắt già nua, đôi mắt bụp này, đôi mắt sụp. Nó làm che khuất 1/3 ngoài đôi mắt này. Thì với những khách hàng trung niên thì phương pháp cắt mí đường dài này phương pháp này cực kỳ hữu ích vì chúng ta có thể loại bỏ tất cả những cái sự lão hóa da mỡ thừa trên khuôn mặt của khách hàng. Thứ hai nữa là khi mà can thiệp lấy bỏ da dư và mỡ như thế thì sẽ tạo cho khách hàng một cái nếp mí rất là sâu, rõ nét. Và đương nhiên với khách hàng có một đôi mắt như vậy thì khuôn mặt khách hàng nó sẽ rất là trẻ và đặc biệt là cái thời gian cái nếp mí này nó giữ được rất là bền, nó không như nhấn mí. Tuy vậy nó cũng có một số cái nhược điểm nhỏ. Thứ nhất là với phương pháp cắt mí thì thời gian đầu thì nó sẽ hơi nề và hơi sưng so với phương pháp nhấn mí. Cái thứ hai là khi mình rạch ra như thế thì chắc chắn là nó sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên các bạn cần quan tâm đây nó là một cái sẹo rất là thẩm mỹ thôi. Nó không phải là một cái sẹo các bạn thấy nó gồ ghề, nó to và nó ngứa hoặc nó đỏ. Cái sẹo này của chúng tôi là nó là sẹo thẩm mỹ thôi vì chúng tôi khâu là khâu thẩm mỹ, chỉ thẩm mỹ nên là các bạn yên tâm nó là sẹo thẩm mỹ các bạn nhá chứ không phải sẹo như cái sẹo thường. Thì các bạn thấy là sau khoảng độ 3 tháng trở đi thì các bạn thấy được cái sẹo này nó rất là mờ và phải nhìn kỹ chúng ta mới nhận biết được cái sẹo này. Trên đây là những cái ưu điểm và nhược điểm của phương pháp mà nhấn mí và cắt mí. Thì từ những ưu điểm đó thì các bạn có thể biết là những ưu nhược điểm của các phương pháp này. Để lựa chọn phương pháp nào thì chúng ta sẽ phải dựa vào những chỉ định rất là khắt khe và của từng phương pháp. Ví dụ như nhấn mí thì có thể rất là nhẹ nhàng nhưng mà sẽ không can thiệp được vào cái tình trạng da thừa này, bọng mỡ nhiều này hoặc là thiếu mỡ, chúng ta không chuẩn mỡ được. Cái nhấn mí dành cho những bạn trẻ tuổi không có da dư, không có bọng mỡ nhiều. Và ngược lại thì cắt mí sẽ dành cho mọi lứa tuổi muốn tạo ra một cái nếp mí đẹp và bền vững và muốn chỉnh sửa được da dư và mỡ được tối đa nhất. Cái thứ hai này khi mà bấm mí thì ưu điểm của nó là không sưng, không đau, không để lại sẹo. Còn cắt mí thì đương nhiên các bạn sẽ chấp nhận một cái tình trạng sẽ để lại sẹo và nó sưng nề giai đoạn đầu. Đó chính là những cái khác nhau chủ đạo của hai phương pháp cắt mí và nhấn mí này.
Thế còn sự giống nhau của nó là gì? Giống nhau là các bạn thấy là nó đều tạo ra cho chúng ta một cái nếp mí đẹp tự nhiên, phù hợp với đôi mắt của khách hàng. Mình lựa chọn phương pháp nào thì bác sĩ sẽ cần phải tư vấn, khám và đánh giá cái tình trạng trước để bác sĩ có thể đưa cho các bạn một cái phương pháp nào tối ưu nhất, phù hợp với từng người. Có nhiều rất nhiều các bạn trẻ như chúng ta đã phải cắt mí rồi, và có rất nhiều những người có tuổi rồi, ngoài 30 tuổi nhưng chúng tôi vẫn có thể nhấn mí được, vì cái tình trạng da thừa và cái tình trạng lão hóa của bạn rất là ít. Từ đó thì các bạn có thể hiểu rằng là lựa chọn phương pháp nào tối ưu trên mắt nhất trên mắt khách hàng thì chúng ta phải khám đánh giá rất là kỹ về độ tuổi, về da dư cũng như về những mong muốn thực tế của khách hàng. Trong video này thì bác sĩ đã phân tích cho các bạn thấy là những cái ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp để chúng ta hiểu về đúng cái bản chất của từng phương pháp để chúng ta có một cái nhìn nó chính xác hơn. Thì các bạn có bất kỳ những câu hỏi nào, thắc mắc nào thì các bạn có thể comment bên dưới thì chúng tôi sẵn lòng giải đáp cho mọi người. Các bạn nhớ subscribe cái kênh của bác sĩ, kích vào cái nút quả chuông này để bác sĩ có một cái video nào lên thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp các bạn.